Chào mừng các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ quần jean nam cao cấp số 1 trên thị trường hiện nay. Ở trong video này thì LC xin được giới thiệu với các bạn những cái mẫu ví mới nhất hiện tại trên thị trường, và đây toàn bộ là những cái chiếc ví cao cấp. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để xem bên trong những cái hộp ví này nó có gì và cái chất lượng của những cái sản phẩm ví từ LC nó ra sao. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Vâng, ở đây thì tôi đang cầm trên tay một cái hộp ví rất là đẹp. Về tổng thể thì các bạn thấy rằng cái hộp này nó được thiết kế rất là cẩn thận, rất là chi tiết, rất là sắc nét. Đây là một trong những sản phẩm cao cấp. Trên hộp thì được bồi một cái lớp giấy rất đặc trưng và có hình kẻ bông như này, các bạn nhìn thấy không ạ? Bên trên là một dòng chữ được dập chìm. Các bạn khi sờ tay vào các bạn sẽ thấy này. Đó. Ở đây thì chúng ta có một cái miếng da để chúng ta kéo ra, và ngay sau đây thì tôi sẽ mở nó ra nhé. Vâng. Ngay khi mở cái hộp này ra thì chúng ta sẽ có một cái thẻ. Cái thẻ này là một chiếc thẻ bằng nhựa các bạn nhé. Bằng nhựa cao cấp này. Nó rất là dẻo. Đó. Những chữ được chữ trên này thì được in rất là cẩn thận. Dù tôi có cào thì nó cũng không thể bay được chữ. Đây là một trong những cái đặc trưng của các sản phẩm cao cấp. Thẻ này rất là đẹp. Các bạn có thể dùng để trưng bày hoặc làm gì đó tùy theo sở thích và ý thích của các bạn. Nhân vật chính của chúng ta đây là một chiếc ví. Thì bất kể khi các bạn nhận một chiếc ví nào từ LC, các bạn sẽ được một cái bộ phụ kiện và một sản phẩm full box như thế này. Và các bạn có thể mở ra. Cảm giác khi mà mở một cái sản phẩm mới thì nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn có thể nghe thấy rằng là từ cái tiếng túi bóng hay là những cái tiếng bóc giấy, nó cũng rất là nghe, nó rất là thú vị. Và nó mang lại một cái cảm giác thực sự là rất là hào hứng. Và bây giờ thì tôi sẽ bóc nó ra. Tôi sẽ bóc nó ra một cái sản phẩm mới như thế này. Đây, ngoài cái lớp giấy này chúng ta có nhân vật chính, đây là một chiếc ví cao cấp. Thì ngay từ đầu tiên khi mà đập vào mắt thì đây các bạn nhìn thấy là những cái đường may của ví này. Nó rất là thẳng, rất là thẳng, rất là đẹp. Từng góc cạnh một, và những cái họa tiết được in ở trên ví này, đây là những cái họa tiết rất là đặc trưng. Và nó rất là sang trọng. Đây là một cái màu mà có vẻ là rất là hot năm nay, khi mà chúng tôi đã bán cũng số lượng cũng vài nghìn chiếc rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mở nó ra để xem bên trong chất lượng nó như nào. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có, ở đây là ba ngăn nhỏ này chúng ta có thể dùng để những cái thẻ chứng minh thư hoặc là để những cái thẻ ngân hàng của chúng ta vào đây. Ở bên trong này cũng có một dòng chữ được in màu đỏ rất là đẹp đây. Nó dường như là được in chìm vào bên trong cái lớp da này. Bên này thì chúng ta có một cái gọi là ngăn có cái lớp bóng mờ này. Lớp bóng mờ này tôi thấy rất là cao cấp. Khi các bạn để bất kỳ một cái gì ở trong này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ hiển thị được một cách tốt nhất. Ví dụ khi các bạn cần phải để những cái thẻ quét này hoặc là những cái thẻ QR các bạn để vào đây, thì chúng ta có thể dễ dàng mở ra, đúng không ạ? Chúng ta có thể dễ dàng mở ra như này, và chúng ta nhìn thấy thông tin, hoặc là chúng ta có thể để ảnh của những người thân yêu vào đây, cũng rất là tuyệt vời. Bên này chúng ta có một ngăn bóng mờ nữa này. Cái này thì tại sao nó làm bóng mờ? Bởi vì cái hãng này là một hãng cao cấp, và người ta nghiên cứu, người ta nghĩ rất là cẩn thận. Khi mà cái này nếu mà làm bằng cái bóng không mờ ấy, thì nó rất dễ xước, nhưng mà cái bóng mờ này thì đảm bảo các bạn dùng vài năm nó cũng không xước nhé. Cái chất da thì cảm giác nó rất là mềm. Chất da rất là mềm, và khi mà tôi dù có bẻ nó vào thì nó cũng rất là cứng cáp, và độ đàn hồi nó rất là cao, rất là mềm đây. Ở bên trong này thì chúng ta có một ngăn rộng. Ngăn này thì chúng ta có thể để tiền này. Các bạn có thể dễ dàng để tiền vào trong này. Ngăn này nữa chúng ta có thể để những cái đồng tiền lẻ ở đây, và chúng ta để những cái đồng tiền to ở đây để tránh nhầm lẫn, và khi các bạn trả thì nó cũng không bị lộn vào nhau. Ngoài ra thì ở đây chúng ta cũng có một ngăn nữa này. Ngăn này thì chúng ta có thể để những cái giấy tờ nhỏ nhỏ này. Ở bên dưới thì các bạn thấy rằng là nó có những cái đường bao như thế này, để đảm bảo cho cái chất da này nó không bị hỏng theo thời gian. Và đặc biệt là một chiếc ví như này thì có một mức giá rất ưu đãi. Khi mà các bạn gửi cái video này hoặc các bạn liên hệ với LC thì chúng tôi sẽ có một cái mức giá ưu đãi nhất cho bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở những cái sản phẩm tiếp theo ra và xem nó như thế nào các bạn nhé. Đây, sản phẩm tiếp theo tôi cũng sẽ mở ra cho các bạn xem này. Đây là một trong những cái sản phẩm phải nói là nó rất là tuyệt vời. Cảm giác khi bóc những cái sản phẩm mới này tôi cảm thấy nó rất là thú vị các bạn ạ. Đây thì chúng ta có màu đen. Màu đen thì cũng thế thôi. Ở bên trong bộ phụ kiện nó cũng đầy đủ tất cả những cái gì cần thiết, thì nó đều được đặt ở bên trong cái hộp này. Và khi các bạn mua về thì các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Đây chúng ta có một cái ví tiếp theo này. Cái này thì chúng ta có một cái họa tiết rất là mới của năm nay. Và cái ví này thì đặc biệt nó là một cái dạng ví đứng các bạn nhé. Ví đứng thì nó cũng rất là sang. Đây, các bạn có thể để dễ dàng để những cái thẻ vào đây.
Và nó những bạn nào mà hay dùng tiền chẵn ấy, ví dụ như là tờ 500 chúng ta có thể đi ra ngoài đúng không ạ, thay vì cầm nhiều tiền mặt chúng ta có để vài tờ 500 đây thôi là đủ, nhét vào như này, chúng ta nhét vào trong một cái túi đeo hoặc là nhét vào trong túi, nó rất là chắc chắn, chất da thì nó rất là cao cấp. Các bạn nên phân biệt nó với những cái sản phẩm rẻ tiền nhé, thì tiền nào vậy đấy, mà khi mà những sản phẩm cao cấp đây nó được thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết như này, họa tiết được in này rất là cẩn thận, dù tôi có cào nó cũng không thể nào bay được. Thì độ bền của nó các bạn có thể dùng vài năm, người ta nói là của bền tại người mà, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ mở tiếp những sản phẩm tiếp theo. Ở đây chúng ta có một cái màu này cũng rất là hot này các bạn này, và cái màu này thì các bạn thấy rằng là đây là một trong những màu đặc trưng của năm nay, và nó đều là những cái sản phẩm được sản xuất rất là tinh xảo, rất là sắc nét và rất là đẹp. Những cái ngăn ở bên trong thì chúng ta có một cái chất da rất là mềm mại, rất là thoáng mát. Các bạn để ở đây thì nhiều khi mà những cái da đều ạ thì nó sẽ bị ẩm. Da này nó có một độ thoáng nhất định, và khi các bạn để tiền vào đây thì nó cũng không bị ẩm đâu. Nó sẽ có một độ thoáng khí, và các bạn ở trên này nó cũng có cái dòng chữ được in này. Rất là đẹp. Đây có các ngăn, đúng không ạ? Thiết kế tôi nói là nó thiết kế rất cẩn thận, các bạn nhìn từng những cái đường cắt như này. Một sản phẩm cao cấp thì tất nhiên là nó phải khác rồi, chúng ta không thể nào so sánh với những cái sản phẩm rẻ tiền được. Đây chúng ta cũng có một cái màu mới này. Hôm nay thì tôi sẽ bóc hết ra, thực ra thì còn nhiều mẫu nữa nhưng mà tại vì cái khung hình nó có giới hạn cho nên tôi cũng không thể nào mà cho hết vào đây được. Đây, ví rất đẹp. Mẫu này có hai mặt luôn các bạn nhé. Mặt này có họa tiết những cái đám mây này. Rất là tuyệt vời. Tôi sẽ mở tiếp ra những cái sản phẩm này để các bạn xem là mẫu nào các bạn thích. Khi các bạn thích mẫu nào thì các bạn chỉ việc chụp ảnh màn hình lại và các bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dễ dàng gửi hàng cho các bạn nhé. Sản phẩm này thì chúng tôi bán nhiều rồi cho nên là phản hồi của khách hàng cũng rất là tốt, cho nên tôi mới tự tin để có thể giới thiệu với các bạn. Rất đẹp. Các bạn có thể để tiền vào đây, đúng không ạ? Rút ra. Tiền thì nhiều hay ít không quan trọng, nhưng mà quan trọng là ví nó phải chất, đúng không ạ? Đây. Những sản phẩm các bạn thấy những cái đường may này, nó rất là đẹp, rất là chi tiết. Và giá nó cũng rất hợp lý thôi, các bạn hãy nhanh tay mà liên hệ. Tôi sẽ mở tiếp ra một sản phẩm này. Đây. Ở đây chúng ta có một cái họa tiết kẻ caro, đều là những mẫu ví hot nhất thì tôi mới giới thiệu các bạn thôi. Thực ra những mẫu này thì dù nhiều hay ít tuổi chúng ta vẫn có thể dùng được. Nói chung là những sản phẩm này đều là những sản phẩm được tuyển chọn rất là kỹ rồi, được rất nhiều người sử dụng và tin tưởng. Thì chúng tôi mới giới thiệu các bạn đây. Cái đường may rất là đẹp, rất chi tiết và của bền tại người thôi. Các bạn dùng một cái ví cao cấp thì nó vẫn khác hẳn với một cái ví rẻ tiền, và nếu mà dùng giữ gìn nó rất là mềm các bạn nhé, rất là mềm. Các bạn dùng giữ gìn thì nó cũng vài năm, một cái ví mà các bạn dùng vài năm tôi thấy là nó cũng đã gọi là cực kỳ là lâu rồi đấy, vì là chúng ta những cái ví này chúng ta dùng thường xuyên mà. Ở đây chúng ta có một cái mẫu nữa này, đây cũng là một dạng ví kiểu ví đứng đây, không phải ví ngang, đây là ví dạng dọc. Như các bạn cầm này mở ra thì nó sẽ không dài bằng, tôi sẽ so sánh cho các bạn xem. Cái ví này thì nó sẽ dài hơn này, nó dài hơn đó, ví ngang, đây ví ngang. Còn cái ví đứng này thì nó cũng thuận tiện với nhiều người, các bạn có thể đút những cái thẻ vào đây này đó, thẻ ngân hàng hay là những cái khác các bạn cho đây. Rồi những cái nhỏ nhỏ nó thiết kế đường may nó rất là đẹp này, hàng cao cấp các bạn nhìn này, cái đường may của nó rất là tinh xảo và rất là sắc nét như này, và chất da nó rất là đẹp luôn, rất là mềm này, bạn thấy không ạ? Đấy, đảm bảo độ đàn hồi nhất định cho cái ví, dù các bạn có nhét vào đây thì nhiều tiền nó cũng không bao giờ nó bị cộm đâu, vì cái ví cao cấp mà. Như vậy thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn những cái mẫu ví đẹp và mới nhất hiện nay rồi. Và nếu như bạn nào mà muốn sở hữu những cái mẫu ví này thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ với LC. Tất cả những thông tin liên hệ thì chúng tôi sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên bấm chuông và đăng ký kênh để chúng ta có thể trở thành những cái người bạn của nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.